Xin chào cả nhà, đã trở lại với kênh Quê Nhà Có Mẹ của mình. Thì bữa nay mình làm cái món vịt nướng mật ong ăn với bánh hỏi lá dứa nha cả nhà. Ở đây mình có chuẩn bị hai con vịt, hai vịt nhà con mình nó làm. Ở đây có bánh hỏi lá dứa với gia vị chút mình ướp vịt. Mình có chai mật ong, vịt này mình nướng mật ong với có rau thơm ăn kèm, rau cải, ngò, cà. Bây giờ mình để đâm tỏi hành mình ướp vịt. Rồi giờ mình lấy tỏi hành mình đâm để mình ướp vịt. Gia vị vô để mình làm gia vị mình ướp vịt. Mình cho xíu đường, không dám ướp đường nhiều. Cho vô nửa muỗng hạt nêm. Rồi cho vô 1/4 muỗng bột ngọt. Vô 2 viên chao. Vô 2 muỗng sa tế. Vô nửa bịch ướp thịt nướng, sốt ướp thịt nướng. Vô một ít ngũ vị. Ngũ vị hương. Mình chế vô 1 ít dầu hào. Giờ hành tỏi mình đâm nhuyễn này mình dắt nước vô, sợ có cái xác nó bị khét. Rồi giờ mình quậy lên. Rồi giờ mình lấy vịt mình để vô thau mình ướp. Rồi gia vị mình quậy đều rồi, giờ mình chế vô để mình ướp. Giờ mình ướp cho con vịt nó thấm mình nướng. Nướng chín cái mình mới làm mật ong, mình làm nước sốt mật ong mình mới ướp vô nữa. Mới khoét lên. Chứ giờ mà ướp đậm đà quá khó nướng. Đổ cái cây này vô làm cái kẹp nó nướng vịt. Chắc than lên đốt luôn. Rồi đưa cái cây vô anh kẹp.
Nè em bung mấy cây ra về đi. Ra đi, anh để anh dịch vô. Được không? Nghe, làm tay không cho nó dễ làm. Anh để ngang hay là anh để? Anh để ngang vậy nè. Được ngon mà nghe. Kéo cây xích tới cho nó vô trong. Là. Anh phải kéo. Kéo mình không? Anh định nồi lấy. Khét anh ơi. Lấy với bạn vẫn tránh lại. Nó vẫn khét. Chắc chắn là nó sẽ rồi kẹp cái cháu nhỏ gì thôi. Rồi để bỏ lại. Rồi, em bẻ cho anh uống. Em giữ cái cây giùm anh nha. Rồi. Đảm bảo luôn. Dây này nướng là nó chỉ có cứng là thôi chứ nó không có bị cháy được. Rồi. Lòn thêm cái đâu mà anh cho được rồi, hút bóng ruột được. Được chưa? Rồi. Hiện hồi quay hơi khó rồi nha. Mình phải ngồi mình thử á. Đây, bánh cây gà. Hai, ba. Chưa từ từ nha. Chút tay ra, cẩn thận nha. Em xích tay. Con này cho nó qua đây một chút đi. Vô, cầm sát cái gì. Cho nó qua đây một chút. Nó bị chổi cánh. Rồi. Cái này anh nghĩ ngồi chắc phải lấy đồ bao cái cánh nó lại luôn. Cái gì mình quay được kia. Để mình quay nó ít thôi. Cho nó chín rồi mình nó quay qua tới bề này cho nó vàng. Dễ mà. Cho nó chắc. Nó đi em lặt rau luôn rồi giờ ginh cho mình nước rồi bỏ lên có làm cái đậu nướng nè dữ ta. Mẹ. Ướp ít đường nó không có kém. Nướng rồi nè, không từ từ nướng mà nó cũng ngon lắm. Làm hay quá à, ngon à. Thật ra. Con nướng đi mẹ, vô mẹ làm cái nước sốt mật ong hồi mình phết nữa ha. Dạ, mẹ làm đi con nướng chút xíu rồi quá. Nó nóng lên mỡ đẹp quá. À. Dạ. Thank you.
Rồi giờ mình làm nước sốt mật ong để mình phết lên con vịt, vịt cũng chín rồi. Cái này cái bịch ướp nướng còn, giờ mình cho vô ít, một phần bịch gì cho hết vô luôn. Rồi cái này mật ong, mật ong con mình nó mua mật ong gừng nha, mình cho vô đây 3 muỗng mật ong. Rồi cũng dậy lên. Cái nước mật ong rồi nè. Trời ơi, ngon quá. Con ong nó khô cái con quá rồi nha. Phủ cho. Rồi. Để con coi con nó có cái này nó ngọt nó mau vàng lắm nè. Rồi, điều mới lấy cái muỗng nó đi coi đây con để cho mình. Cái cổng này nó. Bây giờ dài nó không nóng cái tay. Sao mẹ quay phủ cho một con đi. Không sao đâu mẹ, bớt con lửa rồi. Bớt chưa? Rồi nha, con quét luôn ạ. Rồi đó mẹ làm nước chấm một chút mình ạ. Dạ. Làm nước phết xong rồi. Giờ mình nặn chanh để mình làm nước tương chấm thịt vịt qua nướng. Rồi mình để đường vô. Để vô 3 muỗng đường. Quậy đường tan rồi, mình cho nước tương vô. Rồi cái này là tương ớt, mình làm củ kiệu với ớt mình bầm. Mình ngâm giấm đường. Giờ mình để vô trong tô nước tương. Khoai chín chưa đem vô mẹ chặt thôi. Dạ đây mẹ ơi. Ôi trời ơi, phụ con. Mẹ lấy cái dao mẹ cắt. Mẹ lấy cái dây mẹ cắt con dây đi rồi dở cái mày rút ra. Dao bự xuống đường đó mẹ. Dao nó cắt cái nó lục cái dao. Cái cọng dây này cho nó cứng. Dừa.
Mẹ lấy cái con vịt ra. Để mẹ lấy bao tay con ơi. Dạ. Cọng dây này mà nướng lên rồi là nó không đứt luôn á. Cái cọng dây nó chắc dơ hồn luôn á. Cái cọng sống nó vừa. Nóng nha mẹ. Chất lượng. Lúc ra. Nó thẳng dữ hả? Nóng mà nó nhờ có cái lớp bọc. Chặt vịt ra để dọn ăn. Chặt sau đây. Chín rồi, mày đều cái ức cái thịt nó nhiều với nó thịt nó ướt thịt cho nó chín rồi. Sẵn lên chị. Mẹ chặt vịt xong rồi, giờ cụ mình hỏi luôn. Cho dễ. Cho vô giữa cọng rau. Rồi, lấy chén ăn. Thì bánh hỏi xanh thì nó ngọt ngọt không? Lá dứa. Cái bánh hỏi trắng lá dứa nó ngọt. Bánh hỏi xanh thì nó thơm. Con thì thích bánh xanh này. Thế hả? Đó đúng đúng ý vậy đó. Mời cả nhà cùng ăn vịt nướng bánh hỏi với mình nha. Bánh hỏi lá dứa. Vịt nướng mật ong phải không? Vịt bánh nướng mật ong. Nhiều món quá. Mời cả nhà gặp. Cục đi. Cục rau, cái gấp cục nào ăn cục đó thì nó vuột. Trả lại gì nè. Chà, có miếng thịt. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Mời cả nhà ăn thịt nướng nha, thịt nướng. Còn xích ra đây một chút. Bị ta cháy rồi ngồi giặt giặt ra không? Ủa đụng. Rồi bời. Vịt ngon quá. Nó ngọt ngọt. Nướng vịt đó nó đâu. Đợi từ từ, nướng từ từ nó chín. Mà không nướng gấp được. Nướng khách ở ngoài khé cả trong. Không chín. Có chương. Hỏi thơm quá. Thanh không? Béo. Này bánh hỏi này lá dứa có nước cốt dừa. Nó thơm lá dứa hả? Béo béo. Nướng hết mặt ong vô dạng tươi ngon. Thơm. Hồi nướng nó khô ha. Béo mặt ong ra nó bốc lửa. Nó thấm vô vịt á. Ngon. Rất thịt nhiều nhiều ăn lắm. Được không? Để đầy chén. Cục lực là để đầy chén. Dạ, ăn chậm lắm, nhai từ từ. Kỹ rằng dễ nuốt. Kỹ lâu lâu.
cuốn gì vậy, có rau luôn. Cho anh cái đùi nè. Để vô đây, đây cái. Để cái đùi đó. Cái đùi này dễ ăn, có thịt. Làm mấy cục bánh hỏi. Mấy cục bánh hỏi nọ. Rau độn tâm người. Thơm, có rau thơm. Có rau ăn nó mới không ngán. Dạ, kỳ nè. Cũng như là khỏi ăn ra sống ngoài. Vốn về có đủ rồi. Đủ chất. Có cà nè anh. Cà không thích không? Không thích hả? Ừ. Ăn chua chua. Thích là cái đùi. Ừ. Tôi bốn cái đùi luôn. Cái cánh cũng thịt không à? Cái này cũng còn thịt không à? Còn hồi nữa cho bò sữa bò cũng. Dạ. Còn đen nó hay nó qua. Có hả cô? Có hả? Ừ. Chúc cho nó. Nhiều sẵn rồi. Vịt này đúng sức, nó không có mỡ nhiều hả? Cũng vừa. Là anh nướng chảy bớt rồi. Chảy ra, mà cũng không có nhiều nữa, cũng vừa vừa. Không hổng, mỡ hết trời mỡ. Còn nó chén. Quên hả? Thấy rau thấy thèm, nó quá. Cái gì ngon. Dạ, dài. Dạ, con vịt anh rất là ngon. Rau của mình trồng nhà thơm ngon quá. Lúc này nó già, nó già. Em thích da già, nó thơm. Nó thơm hơn chứ không ngon. Có bằng nhóc vậy nó. Nấu mình chua để vô ngon lắm. Mấy con cửa nhắc này nó làm gì, nó hốt hơn là hốt nữa. Nó kiếm ăn. Buổi sáng nó xuống nó dành chó, gà, chim. Nó dành với mấy con chó, nó lại dành ăn với mấy con chó nó cười. Xương. Vậy chứ cho ăn để vô thao vô đổ mang hả? Lấy gì gấp cuộc xương chạy. Cái loại nó vậy. Mật ong nó pha vậy chẳng nó thơm luôn. Mày để chung với nước sốt. Với lại cái nước ướp còn cái nước hành tỏi á. Thơm lắm. Có người giờ ăn thơm á. Cái mật ong không đâu có thơm. Phải em phải ướp như ấy vô gia vị vô cho nó vừa ăn lại. Chua nó mất. Ừ, cái đùi thôi. Đùi dễ hả? Ít chưa. Cha chỉ thích ăn thịt nạc nè. Cha hơi cặp xương. Ăn chậm với cặp xương lâu lắm. Làm gì chê mẹ lâu. Ổng hái rau là lâu nhất luôn. Kỹ. Hái lửa từng cọng. Vậy nó mới chắc. Mẹ dễ. Thôi lúc đó dễ lửa đó. Còn lửa có đóng vô rồi khó lửa. Lá nào sâu là không có hái. Còn muốn cha đi lặt rau muống là lặt xong về ăn luôn. Ổng hái rau là lâu lắm. Ổng coi từng cọng, không đứa không coi từng cọng vậy. Lặt đọt nào cái lặt đọt đó luôn. Vịt ướp vừa ăn ha. Miếng nó mềm mà. Ừ. Có mật ong rồi vô mềm. Mày vô mắt quá.
liền sáng mưa không? Mưa khỏi tới trời lúc này mưa suốt luôn á. Cái này mưa ít ở ngoài chợ quá. Thời tiết thì giờ hết biết rồi, thấy mưa hoài luôn. Mưa phải tới này ướt đất chút vào, còn phải ướt gần dũng dữ. Sáng mình đi gãy nhà nó trời mắt mưa ướt hết rồi. Nóng trời mà vô nó nằm mát không có giọng nữa mình. Giờ ngoài đồng trời đầy hết trơn á, không có sợ mất mưa đâu. Ở trồng cam là người ta cắt trời nhóc hết trơn. Gần lục rồi, còn nước. Như hồi mấy con chó lên giác lại. Tuyệt nhiệt nhất là ông đem nè, ông hồi nữa đem ra cho nó. Đen kêu là nó chạy liền. Mẹ hé hé cửa. Cái nó vô. Nó vô cái bắt đầu con bò cụng với con bò sữa. Lừa cái hội đó chạy. Không giận ăn mà chạy. Hôm qua đó đi đâu có hay. Chơi. Lừa cái hội đó chạy đi chơi. Cười nó lắm. Bởi vậy con đen vô nó đâu có sữa. Nó nín khe lặng nó chạy. Cơ hội. Có cơ hội hắn chạy. Đen vô thấy không? Xong kia chạy ghét ra, vù vù ra thì tính nó cắn. Mà nó chạy đi luôn hả? Tính đâu bận lắm gì em. Ai già đâu, con kia thì lừa cơ hội vô ăn, con này thì chạy đi chơi rồi xong. Má anh có vui. Đen gì nó tự nó mở cửa, cửa mình không chốt rồi nó mở cửa nó vô được rồi đó. Nó biết thế á. Lúc trước mấy con vọt này mấy cái cánh nó nướng nó thấm ngon á. Nướng này nó mềm thật ngon. Nướng chín từ từ á. Cái chương ăn cả mắt cổ chứ không gì. Dạ rồi ăn tuyệt phào. Găng giờ nó lụt quá trời lên. Từ từ thôi. Mấy chục năm rồi đâu có. Cái xương nó bể bể. Cái nhiều khi ăn nó lộn nó sợ. Nướng vịt mấy tiếng đồng hồ. Nướng này dễ nướng chứ để cho cái vị khó nướng rồi. Nướng không kịp, dạ. Không kịp quay á. Hết kịp hết. Cái loại nướng dễ nướng gần lửa quá. Mình cứ nghĩ chở hai mặt là được á, nó dễ bị khét á. Ồ, cái cục này da ngon. Da ngon mà, ăn miếng đi. Bữa nay trưởng còn nhiều hả? Nó lợi nhiều con hả? Nó rủ nhau lợi quá trời luôn á, ở trên con. Nó mới đẻ nữa. Hôm nào nó đẻ rồi đó, một đợt, cái lâu rồi, tới nay có nữa à. Đẻ đi đâu hết trời. Hai cái đợt mới. Vậy chứ cũng ăn bún rồi nha. Cái gì nó cũng ăn chân. Nó tha còn bún vịt sòn. Vừa bay, bay đằng cây. Hôm nữa mình thấy nó ăn cục quyết thì nó heo thịt nó heo. Dạ được rồi nè ơi. Cặp cái chân luôn rồi, đây nè. Đó. Để tôi gấp hẳn tới ăn. Ngon, gấp cái cục quyết lên, thấy con già đi lại cho nó bay lên. Gấp cục quyết bự lắm. Cái bay lên khúc cái nó chẹt mạnh cái cục quyết bể lắm. Đáp để xuống nó gấp cái cục này, nó gấp cái cục kia, nó gấp nhanh hồi cục quyết nát nhừ ra chứ. Làm như bò cụng ham ăn hả? Ham ăn cuối cùng ăn được gì hết. Cục dao này cắn không được.
À con con kìa. Con đó, trời đó, con đó là con á. Ồ nó dẫn con nó lại. Tội nghiệp. Con đó là con đó. Ừ. Nó đứng nó chờ con kia mắm mồi kìa. Ừ. Con nó bự bằng nó. Ừ. Hai thằng này đi kiếm mồi cho nó. Đây là nó có con hả? Nó trên này băng nữa. Phải nó không chạy chảo mà. Nó kìa. Hai con kia không nó im ru rồi, có con này vô nó làm sững rồi. Chứ có cái con ấy giờ thường nó hơi la nữa à. Con nghĩ là cà rác, cũng chịu á. À, tụ hú á. Con tụ hú với con gì đó mẹ, bữa đó mẹ. Con gì cha, nó chim vịt, chim gì hả? Con chim gì đó. Ngộ lắm. Nó la thôi. Nó khuya, giấc khuya gần sáng rồi là ở đây nhiều không lạ. Giờ nó la. Là thế vậy chứ cũng đúng giờ đó con. Nó móng mồi cho con nó chịu. Nhưng con nó không biết ăn gì hết trơn, đứng há miệng chờ không mà la. Nó nói biết tay rồi. Bốn con rồi. Thôi ở một sân rồi. Đã, đó là hai con đó. Ngon. Cục này thịt đã. Chỉ gà tai mới được. Cái này thịt có thịt. Cái này đùi nữa nè. Có mỡ, có xương. Cái này nè. À, dê mà cục này. Bữa nay làm cực hơn bún. Cực hơn, bởi vì bánh mới bán mắc hơn nhiều. Cái này 30 ngàn ký. Bún có 10 ngàn. Cái này 30 hay 40 gì lắm à. Bánh hỏi đây dưới rồi nè. Còn bún có 10 ngàn hả. Này nước cốt dừa rồi lá dứa nữa. Món nào cũng vậy. Mới á. Ăn một hai miếng cũng ngon. Mới á thì ăn nó quay nó da không nó hơi nhiều. Thịt có xương xương dễ ăn. Mấy cái sụn này nhai ngon lắm mà đâu có nhai được đâu. Nó cũng gà nó mềm hơn vịt. Vịt này nó cứng vịt nè. Mấy cái này nó không khô ha. Không khô hả? Nó cứng rồi hả? Cái này chắc hơn khô. Vịt này nó mềm với lại nước nhựa ha. Cái này chắc da. Đẹp vậy không khác ha. Ừ. Nhưng kỹ lắm anh.
đâu bị khác này đâu. Nếu giữ nó kỹ thì nó dễ rồi mà. Ngồi quay lên. Ừ, rồi mình giữ xuống. Ngồi quay xuống luôn. Còn mình nếu mà bỏ đi đi đây nè. Nướng này rồi là không có bỏ đi hở được. Ngưng xíu là nó khét là nhanh lắm. Quay cho đều đều nữa. Trứng quá, cho bự sữa thôi. Nó dính già. Nướng mà cánh với cái giò là không nổi. Ừ. Đó là nấu lại. Bữa nay nướng vịt nướng ăn ngon quá, ăn giật cái xỉa luôn. Một xề ăn muốn hết luôn. Quá ngon, hai con luôn rồi. Hai con nó giờ nó ăn xương gấp nhất trong nhất. Vịt thịt nhiều á. Thôi nhà mình cũng ăn xong rồi, mình xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Mong cả nhà ủng hộ kênh mình. Bye bye.